Tàu Kilo thứ năm Việt Nam đón năm mới trên biển Quý vị thính giả thân mến, theo Sputnik, tàu 186 Đà Nẵng là tàu ngầm thứ năm trong số 6 chiếc được Việt Nam đặt mua ở Nga theo hợp đồng được ký năm 2009. Trước đó, ngày 17 tháng 12, chiếc tàu ngầm diesel Điện Kilo thứ 5 của Việt Nam đã được vận chuyển, khởi hành từ thành phố Pistapur lên đường tới cảng Cam Ranh. Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu của Nga ngày 17 tháng 12 đã cho biết, Tàu hàng Rundokstar của Hà Lan sau khi đưa tàu ngầm Việt Nam vào khoang đã khởi hành rời cảng Bisterbua. Tiếp đến là chặn lai dắt tàu ngầm về cảng Cam Ranh của Việt Nam. Tàu ngầm 186 Đà Nẵng là tàu thứ hai được Nga chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2015. Hồi tháng 7 vừa qua, tàu Kilo 185 Khánh Hòa cũng đã cập cảng Cam Ranh an toàn. Trong năm 2013 và 2014, ba chiếc tàu ngầm là Kilo 182 Hà Nội, 183 Thành phố Hồ Chí Minh 184 Hải Phòng đã lần lượt được đưa về Việt Nam. Hợp đồng mua bán 6 tàu ngầm diesel điện đề án 636.1 và Savianka, tàu ngầm kilo được NATO gọi là Hố đen đại dương đã được ký kết vào năm 2009 khi Thủ Nguyễn tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Moscow. Ngoài việc đóng các tàu ngầm tại nhà máy đóng tàu Amirati, hợp đồng còn kèm theo điều khoản đào tạo thủy thủ đoàn Việt Nam và cung cấp các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết. Tàu ngầm Kilo có thể đạt tốc độ tối đa dưới nước là 30 hải lý, có độ sâu hoạt động là 300 m và dự trữ hành trình lên đến 45 ngày. Tàu ngầm Kilo được trang bị 6 ống ngư lôi và tổ hợp tên lửa Kalip, phiên bản xuất khẩu tên club có tầm bắn không vượt 300 km theo hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa chống hạm và chống ngầm. Trong khi đó, tên lửa Kalip chính là loại tên lửa có cánh, loại tấn công mục tiêu trên đất liền đã được các chiến hạm Nga phóng từ hạm đội Caspian ngày 7 tháng 10 năm 2015 vượt gần 1.500 km dán đòn chính xác vào các cơ sở IS trên lãnh thổ của Syria. Thực tế, chiến đấu chứng minh tất cả các mục tiêu được đề ra đã bị tiêu diệt. Sai số chính xác của tên lửa không quá 3 mét. Báo cho biết, theo các chuyên gia quân sự, phạm vi tấn công của Calip có thể được nâng lên đến 4.000 km.